năm một lần thì lại có những đội bóng lại tranh tài với nhau, thể hiện một châu Âu thống nhất nhưng lại rất là đa dạng. Và qua đó thì chúng ta được biết thêm về văn hóa, về con người, về sức sống của châu Âu. Mà như những nhà ngoại giao chúng tôi thường nói thì sự hiểu biết lẫn nhau, sự hiểu biết về văn hóa, sự hiểu biết về con người lẫn nhau, nó chính là nền tảng để chúng ta xây dựng và củng cố những mối quan hệ hữu nghị nó bền chặt và nó có ích cho cả hai bên hơn. We have developed sport over centuries to bring the people closer to one to another. We are so happy that football today that came from Europe is so popular all over the world and in particular in Vietnam. And we hope that the people of Vietnam will enjoy Euro 2016. So this evening we want to show that Europe will also always be together with Vietnam. Chúng tôi muốn chia sẻ tình cảm hữu nghị của Việt Nam giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. And we'll share also the values of sports, which is being honest, being brave and being generous. Thank you.